Xin chào các bạn, giữa muôn vàn các thiết bị sản xuất đá viên trên thị trường hiện nay thì chiếc máy làm đá viên 400kg của Việt An đã và đang nhận được nhiều phản hồi tích cực và là sự lựa chọn lý tưởng với khách hàng và các đối tác kinh doanh. Với sản phẩm này, bạn sẽ có thể tự làm những viên đá tinh khiết cho riêng mình mà không phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Chiếc máy mà mình muốn giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay có tên là VA850. Con số 850 tượng trưng cho sản lượng 850 bao trên một ngày hay sắp xỉ 400kg đá trên một ngày mà máy có thể sản xuất được. Ngoài ra, Việt An cũng cung cấp nhiều sản phẩm máy làm đá dân dụng khác với sản lượng từ 60 cho đến 900kg tùy theo nhu cầu sử dụng của bạn. Chiếc máy có kích thước to hơn một chiếc tủ lạnh thông thường một chút nên mình nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian để lắp đặt sản phẩm này. VA850 có thiết kế nhìn khá đơn giản và thân thiện. Phần lớn chất liệu xung quanh được làm với chất liệu thép inox 304 cao cấp, giúp chống ăn mòn, nâng cao thời hạn sử dụng. Việt An sử dụng loại inox 304 này. Với loại inox này, máy của các bạn có thể tăng thêm vẻ bề ngoài nhìn bắt mắt hơn, đồng thời cũng chắc chắn hơn để bảo vệ các chi tiết bên trong máy và các mạch điện tử. Chất liệu kim loại đồng thời cũng giúp máy tản nhiệt ra bên ngoài dễ dàng hơn. Các bạn có thể nhìn thấy máy có tới 3 giải tản nhiệt ở hai cạnh bên cũng như là mặt sau của máy. Ở phía sau là nơi chúng ta có nhiều chi tiết nhất. Chúng ta sẽ có một giải tản nhiệt rất lớn, một công tắc nguồn ở trên đỉnh máy. Khi bật công tắc này lên thì máy sẽ vận động từ A đến Z mà bạn không cần phải làm gì khác. Tiếp theo chúng ta sẽ có một ổ cắm điện, một đường nước vào. Đường nước này trước khi vào máy sẽ dẫn qua một củ lọc nước. Đây là củ lọc thô giúp lọc đi các tạp chất có trong nguồn nước và giúp cho đá sạch sẽ hơn. Củ lọc này đi kèm luôn với máy, hoặc các bạn cũng có thể mua củ lọc ở ngoài với công dụng cao cấp hơn, lọc được đa dụng hơn. Phía dưới chúng ta có một đường nước dẫn nước thừa trong quá trình làm đá ra ngoài và dưới cùng là đường ống dẫn nước thải ra ngoài. Phía trên mặt trước là linh hồn của VA850. Bên ngoài chúng ta sẽ có một cánh cửa inox được cố định bằng hai ốc vít phía bên trên, bảo vệ cho máy và giúp máy giữ nhiệt tốt hơn trong quá trình làm đá. Bây giờ mình sẽ tháo hai ốc này ra để mở cánh cửa và cho các bạn xem nguyên lý hoạt động của VA850. Và đây là linh kiện trong máy, nhìn rất đẹp và gọn gàng. Chu trình làm đá khép kín sẽ bắt đầu từ đường cấp nguồn nước và nước sẽ được cấp xuống máng trắng to này, sau đó sẽ được máy bơm tuần hoàn hút lên. Các bạn có thể thấy là cái máy bơm tuần hoàn này có màu đen và nó sẽ hút nước từ dưới máng, sau đó truyền lên trên thông qua đường ống màu trắng to ở phía sau này. Tiếp theo, nước sẽ được bơm lên trên, sau đó chảy xuống khay đá theo các lỗ nhỏ đục rất tỉ mỉ ở phía trên và sẽ được làm đông lạnh lại tại đây. Nước đá sẽ được làm lạnh từ trong ra ngoài ở khay đá. Khay đá làm bằng đồng mạ inox cho độ bền rất cao và làm lạnh rất nhanh. Đến một thời điểm nhất định khoảng 15 phút, nước sẽ được đông lại thành đá và khi đạt được độ cứng mong muốn, máy sẽ đẩy khay đá ra và sẽ rơi xuống thùng phía bên dưới. Và lúc này các bạn có thể dễ dàng sử dụng gáo nhựa được tặng kèm bên trong khoang để xúc đá ra với mục đích sử dụng mong muốn. Thùng chứa lớn của chúng ta có thể chứa được tối đa 350kg đá. Nắp thùng chứa bằng nhựa cứng khá dày giúp thùng chứa giữ nhiệt tốt hơn trong các viên đá. Khi mở nắp thùng chứa ra, chúng ta có thể thấy thùng chứa rộng như thế nào và thùng chứa cũng được làm rất dày để giữ nhiệt cho đá. Thùng chứa đá của chiếc VA850 này không quá cao, nhưng khi mà đá rơi từ trên khay xuống thì vẫn có thể dính liền với nhau chứ không rời ra từng viên. Tuy nhiên khá dễ dàng khi bạn có thể dùng gáo nhựa, tác động lực vào là đá có thể rời ra hoặc có thể dùng tay để bẻ mà không tốn quá nhiều sức lực. Chúng ta có thể sử dụng đá để uống nước lạnh hoặc có thể sử dụng những viên đá này với bất kỳ mục đích nào mà bạn cần như ướp lạnh thủy sản chẳng hạn. Cái lợi khi sử dụng máy làm đá quan trọng nhất đó là các bạn có thể tự làm chủ được việc cung cấp đá viên, tự làm chủ được việc làm độ già của đá và hơn cả là làm chủ được nguồn nước sạch cũng như chất lượng đá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu mà tính toán về chi phí thì chắc chắn về lâu về dài các bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều so với việc thường xuyên phải mua đá ở bên ngoài. Ngoài ra, với mạch điện thông minh tự động ngắt, khi có sự cố về điện, tự điều chỉnh thời gian làm đá nên sẽ rất an toàn khi sử dụng. Và đặc biệt với công suất 1.800W, VA850 không tốn quá nhiều chi phí điện hoạt động. Sản lượng được công bố là có thể sản xuất được 400kg đá trên 24 giờ và chắc chắn sẽ như công bố của nhà sản xuất chứ không bị hao mòn. Với việc giúp giảm chi phí giá thành khi sản xuất chỉ với 9 tháng là các bạn có thể hòa vốn được rồi. Máy làm đá viên dân dụng VA850 kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến như công nghệ làm sạch, khử mùi tiên tiến tiêu diệt vi khuẩn, độc tố gây hại cho sức khỏe người dùng, mang đến những viên đá tinh khiết chất lượng, máy vận hành êm và ít tiếng ồn. VA850 được đội ngũ kỹ sư công ty Việt An nghiên cứu và thiết kế sản xuất để phù hợp với điều kiện nước ta. Tổng kết thì máy làm đá dân dụng Việt An VA850 có thiết kế gọn gàng, hiện đại, sản lượng phù hợp với các đơn vị kinh doanh trong ngành thực phẩm, đồ uống hay là chế biến thủy hải sản với quy mô vừa và nhỏ. Máy phù hợp với cả các nhà hàng, khách sạn, nơi cần rất nhiều đá hàng ngày để phục vụ cho khách hàng. Các linh kiện đều được nhập khẩu từ các nước có tên tuổi trong ngành công nghiệp sản xuất máy móc và được lắp đặt trực tiếp tại Thượng Hải. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng truy cập vietan.asia. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!